Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái cặp bánh cực kỳ là đẹp, tải trọng cao. Bánh này có thông số là 23 × 10.5 − 12. Thông thường thì những cái dòng bánh này lắp cho mẫu la răng, đây là mẫu la răng đắt nhất các bạn nhé. Mình xin khẳng định đây là mẫu la răng đắt nhất trong các cái loại mẫu la răng trừ 12. Lan kép và lan đơn thì cũng chưa đắt bằng loại này được. Bánh này thì có các cái thông số về đường kính. Đây. Đường kính của nó là 55 cm. Và cái thông số bản rộng của nó đây. Bản rộng là 24 cm các bạn nhé. Đấy. Mẫu này thì có tim ốc là chéo 8 × 11, chéo 11 × 8. Và cái lòng bánh này nó rộng khoảng 25-26. Nếu mà đo như thế này thì nó là 29. Nhưng mà đo cái lòng phía bên trong ấy thì nó khoảng 26 cm. Đấy, đo thụt là như này. Còn đo mép vành thì như này, đo tận mép vành này thì là 33. Thì nó giống như cái vành 12 tiêu chuẩn thôi. Đấy là các cái thông số, hầu như là tất cả các loại càng chữ A là có thể lắp được vừa với cái bánh này. Đấy, và càng thẳng, cầu trước thẳng, cầu chữ A đều lắp được với cái bánh này. Còn đây là cái thông số tải trọng của nó đây. Đây thì mình hướng dẫn cho các bạn là cách xem đây. Đây chính là cái tải trọng là mắc loát này. Mắc loát là tải trọng lớn nhất này. Thì tính theo đơn vị LBS là 134 này. Còn đơn vị kg là 610 kg trên một bánh các bạn nhé. Rất là khỏe. Đây là dòng lốp tải. Lắp lên những cái dòng xe sân gôn hay là xe gì thì đều được hết. Thì tải trọng rất là tốt. Đấy. Nên tải trọng của cái bánh này. Nó là cái dòng tải trọng tốt nhất trong những cái dòng bánh xe béo mà mình hay bán. Đấy, vành rất là đẹp. Thì qua đấy là một số cái thông số cụ thể thì các bạn để các bạn có thể lựa chọn vào việc cho xe 4 bánh. Đây là vành 12 các bạn nhé. Đường kính 55 và bản rộng là 25. Tim ốc bắt bánh là chéo 7, chéo 11, vuông 8. Và lỗ tim bánh là lỗ 90. Lỗ tim là lỗ 70 các bạn nhé. Lỗ tim thì là lỗ 70. Nhưng cái lỗ mà gờ đỡ ở trong cái bánh xe ấy, đây, thì nó lại là lỗ 90 các bạn nhé. Đây cái G để đỡ vành ấy, thì nó là G90. Đây cái G này, cái G này là G90 này. Thì nó dùng những cái cầu ATV đây. G này là G90. Đây. Đấy, cái G này là G90 này. Đấy. Còn cái lòng vành trong này nó rất là rộng. Cho nên là các bạn là lắp những cái dòng tăm bua lớn hay là cầu chữ A thì đều có thể vừa nhé. Đấy, đây. Nó là 26 cm. Dùng rất là lắp được những cái dòng tăm bua lớn này đều có thể vừa hết. Cảm ơn các bạn đã xem video. Mọi thắc mắc về giá thành hay là chi tiết về sản phẩm thì xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.